Mình không thể biến các bạn từ một người hát dở thành một người hát hay, nhưng mình có thể biến các bạn từ một người hát đơn thuần thành một người hát chuyên nghiệp qua dàn karaoke ở đây. Thì ở đây là một con 279 Pro, con này đẩy liền vang, tích hợp vang số liền mic. Đấy, con này thì có khả năng là khuếch đại âm thanh, làm cho khi mà mình hát ấy, tiếng mic nó nhẹ, nó bay bổng hơn. Con này nó chạy bằng chip DSP, là chip âm thanh chuyên nghiệp của dàn karaoke hiện đại. Và thứ hai là nó đẩy qua hai con loa, đây giờ sẽ ở đây 3 tấc. Bây giờ mình sẽ thử tiếng mic, các bạn nghe xem chất lượng có ok không nhá. Con này lắp đặt thì vô cùng đơn giản, một đầu và kèm hai loa cắm dây vào là hát được ngay, có mic sẵn như thế này. Bây giờ anh em sẽ nghe mình kiểm chứng chất mic nó nhẹ hay bay nhá. Nhẹ này. Alo. Mình đang hát ở không gian ngoài trời, các bạn có thể nghe cảm nhận xem chất âm con này khi mà tiếng mic được thúc lên nhá. Hát thử với quý vị này. Chị quý vị vừa nghe đấy là mình hát ca khúc một đoạn ở phút cuối. Quý vị hãy cho mình cái cảm nhận xem chất âm và cái chất vang có dễ hát hay không khi mình hát ở ngoài trời như này quý vị nhé. Xin chào.